Chào các em, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết thứ hai của bài số 1, đó là bài lịch sử là gì. Trong tiết thứ hai, ta sẽ tìm hiểu tiếp phần ba La Mã, khám phá quá khứ từ những nguồn sử liệu. Vậy thì chúng ta muốn tìm hiểu về lịch sử thì ngoài sách, ngoài báo, ngoài phim ảnh ra, thì để có thể tiếp cận với kiến thức lịch sử một cách chân thực hơn, thì chúng ta còn có thể tìm hiểu lịch sử thông qua những cái nguồn tài liệu như thế nào. Thì bây giờ cô mời các em quan sát cho cô bốn bức ảnh này. Bức ảnh thứ nhất là về di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì các em lưu ý cho cô là đây chính là cái chữ viết của bác, và những cái phần chữ đỏ ở bên trên là những chữ mà bác bỏ đi và sau đó bác sửa lại trong cái bản di chúc này. Và đây được coi như là cái bút tích của bác một cách vẹn nguyên nhất. Và hình ảnh thứ hai đó chính là những cái câu chuyện cổ tích, ví dụ như các em đã từng học như là chuyện cổ tích con rồng giáo tiên, hoặc là cây tre trăm đốt, hoặc là bánh chưng bánh dày ha. Hình ảnh thứ ba chính là bia tiến sĩ, và các em lưu ý cho cô trên cái bia tiến sĩ như thế này thì nó có khắc những cái chữ, và những cái chữ này nó được bảo tồn suốt từ cái thời điểm mà nó được khắc từ thế kỷ 15, 16 và được giữ nguyên vẹn cho đến tận ngày hôm nay. Là các em lưu ý cho cô cái phần chữ trên cái phần bia này. Và cái hình ảnh cuối cùng đó chính là di vật trống đồng Đông Sơn và nó đã tồn tại cách đây hơn 2.000 năm và được cha ông chúng ta khai quật lại, và ngày nay thì chúng ta có thể tìm thấy nó, được nhìn thấy nó từ trong những cái viện bảo tàng, đặc biệt là những viện bảo tàng mà thiên về dân tộc học chẳng hạn. Thì dựa vào bốn hình ảnh này, hãy cho cô biết chúng ta có mấy nguồn tư liệu để tìm hiểu lịch sử. Rồi, vậy thì dựa vào bốn hình ảnh đó thì chúng ta biết được rằng là chúng ta có bốn nguồn tư liệu để chúng ta tìm hiểu lịch sử. Thứ nhất là tư liệu gốc, ví dụ như cái di bút tích trong cái bản di chúc của bác Hồ của chúng ta, đó là một đại diện tiêu biểu của tư liệu gốc. Và thứ hai là tư liệu truyền miệng, ví dụ như những cái câu chuyện cổ tích, những cái truyền thuyết mà các em hay nghe. Và thứ ba là tư liệu chữ viết. Và trong cái tư liệu chữ viết này thì chúng ta có thể tìm hiểu thông qua ví dụ như là cái chữ viết mà được viết trên cái bia của văn miếu của Tử Giám đó các em. Đó là tư liệu chữ viết. Và tư liệu cuối cùng đó là tư liệu hiện vật, ví dụ như những cái hiện vật mà người ta có thể khai quật. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái phần mà chúng ta làm việc. Bởi vì là nếu như cái này ở trên lớp thì chúng ta sẽ làm việc theo nhóm, nhưng mà vì là chúng ta không học trực tiếp trên lớp nên cái phần theo nhóm này thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được. Và vậy thì bây giờ các em hãy tìm hiểu cho cô khái niệm của từng loại tư liệu: tư liệu gốc, tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết và tư liệu hiện vật. Sau đó nêu ra ví dụ cụ thể và vai trò của từng loại tư liệu đó là gì. Vai trò của từng loại tư liệu đó là gì thì để cho các em có thể nắm chân thực kỹ hơn. Thì các em có thể tham khảo cái nguồn kiến thức từ trên mạng hoặc là từ trong sách giáo khoa, nhưng mà hiện tại thì có lẽ là hầu hết các em chưa nhận được sách giáo khoa, nên các bạn cứ tìm hiểu kiến thức ở trên mạng. Cô cho các bạn khoảng tầm từ 3 cho đến 5 phút để các em tìm hiểu kiến thức ở trên mạng. Và sau thời gian 3 đến 5 phút thì chúng ta sẽ đối chiếu thử xem giữa cái kết quả của cô và cái kết quả của các em nó có thực sự là trùng khớp hay không. Thời gian 3 phút bắt đầu.
Rồi, vậy thì cái quỹ thời gian của chúng ta nó cũng không có nhiều, thì bây giờ các em thử đối chiếu với cô xem là cái kết quả, cái kiến thức của các em thực hiện thì nó tìm hiểu được thì có trùng khớp với những cái điều mà cô sắp đưa ra hay không. Rồi, vậy thì chúng ta thấy nè, tư liệu gốc là những tư liệu cung cấp thông tin đầu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kỳ lịch sử đó. À, đó là ví dụ như trong cái thời kỳ, trong cái thời điểm đó nó xảy ra cái sự kiện gì thì người ta ghi nhận lại. À, người ta ghi nhận lại ngay cái thời điểm đó, hoặc là người ta có thể ghi nhận bằng bút tích hoặc có thể bằng những cái hình ảnh. Nhưng mà đó là những cái sự kiện đầu tiên chụp được ngay cái sự kiện và cái thời kỳ lịch sử trong cái giai đoạn đó. Thì ví dụ như ở đây chẳng hạn như là di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh hồi nãy các em đã thấy rồi, đó là cái tư liệu gốc. Ví dụ như sau này chúng ta có thể đọc qua cái bản đánh máy hoặc có thể đọc qua cái bản chỉnh sửa gì đó để người ta trình bày nó đẹp hơn, gọn hơn. Nhưng thực tế là cái di tích, cái xin lỗi, cái di chúc Bác viết tay và có chỉnh sửa, có gạch, có bôi đi, có viết lại vân vân, thì đó chính là cái tư liệu gốc. Và có thể nói đây là cái nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất, tức là muốn biết cái sự kiện đó trong quá khứ nó đã xảy ra như thế nào thì chỉ cần căn cứ vào cái tư liệu gốc thì các em có thể biết được chính xác sự kiện đó xảy ra như thế nào. À, rồi cái thứ hai là tư liệu truyền miệng. Thì tư liệu truyền miệng thực chất là những câu chuyện dân gian như truyền thuyết này, thần thoại này, cổ tích, ca dao, dân ca được kể từ đời này sang đời khác. Và thông thường cái tư liệu truyền miệng này thì nó sẽ không được ghi nhận lại, mà nó sẽ được truyền cái dạng mà truyền miệng. Ví dụ ở nhà bố ba mẹ các em hay kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích, hoặc là ông bà chúng ta đọc những cái câu dân ca, những cái câu vè ha. Các em nghe rất nhiều câu chuyện rồi, ví dụ như là sự tích bánh chưng bánh dày này, hoặc là sự tích trăm trứng nở trăm con này, vân vân ha. Thì đó là thực chất là những cái câu chuyện truyền miệng, chứ mà nó không có được in ấn cụ thể trong một cái tác phẩm, hoặc mà nó cũng không có một tác giả nào hết, là do dân gian của chúng ta chính là tác giả, được chưa? Rồi ví dụ đây, bánh chưng bánh dày là một cái ví dụ điển hình nhất, và nó là một trong những nguồn thông tin để tìm hiểu lịch sử. Nhưng các em lưu ý cho cô là khi chúng ta nghe cái nguồn tư liệu truyền miệng này, chúng ta bắt buộc phải có sự chọn lọc. Chọn lọc, cô lấy ví dụ sự kiện trăm trứng nở trăm con, xin lỗi, cái câu chuyện trăm trứng nở trăm con, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy ở đây nó có yếu tố hư cấu. Ở đây rõ ràng không có nhân vật nào có mang thai 100 quả trứng và nở ra 100 đứa con hết. Nhưng chúng ta dựa vào cái câu chuyện đó, chúng ta có thể biết được những cái yếu tố tương đối thực tế của lịch sử dân tộc. Ví dụ như cái chi tiết là 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển, thì ở đây thực chất đó chính là dân tộc Việt Nam chúng ta gốc gác ban đầu. Cha ông của chúng ta đã phân bố ở những cái vùng miền khác nhau, có ở vùng đồng bằng, có ở vùng núi, có ở vùng ven biển. À, và tôn cái người con đầu tiên lên làm hùng vương. Vậy thì rõ ràng trong cái câu chuyện đó nó cũng có những cái yếu tố nó sát với thực tế, đó là vị vua đầu tiên của chúng ta trong lịch sử dân tộc đó chính là vua Hùng Vương. Và thực tế rằng Hùng Vương đến 18 đời vua chứ không phải là một cái nhân vật được hư cấu. À, vậy thì rõ ràng đối với cái tư liệu truyền miệng này thì các em phải biết chọn lọc thông tin, chứ chúng ta không tin tuyệt đối vào nó, bởi vì nó có những cái yếu tố thần thoại, nó có yếu tố những cái yếu tố hư cấu nó thêm thắt vào để thu hút cái người nghe. Rồi chi tiết thứ ba, xin lỗi, tư liệu thứ ba đó là tư liệu chữ viết. Thực chất là những bản ghi chép này, những cái tài liệu chép tay hoặc được in, được khắc trên bia đá, mai rùa hoặc là xương. À, thì ví dụ như bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội các em, thì tại cái bia tiến sĩ này thì người ta dùng để ghi lại những thông tin cơ bản của những vị tiến sĩ, của những trạng nguyên đã đậu trong những cái kỳ thi quan trọng của thời Lê Sơ. À, và trên đó thì có ghi rõ tên, tuổi, quê quán và họ đậu trong cái kỳ thi nào.
Và các em lưu ý cho cô là những cái thông tin đó nó đã được khắc và được bảo tồn cho đến tận ngày hôm nay, nó vẫn còn tồn tại được ha. Tuy nhiên chúng ta đọc hơi khó, bởi vì hầu hết các thông tin đó thì được cha ông chúng ta viết bằng chữ Hán, còn hiện nay thì chúng ta sử dụng cái chữ Quốc ngữ chính là cái chữ viết của chúng ta hiện nay, thì nó sẽ gây khó dễ cho chúng ta, nên tốt nhất là cho hồi tốt cái phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua sách báo, nó sẽ dễ dàng hơn. Và vai trò của nó thì nó rõ ràng, nó cũng là một nguồn thông tin để tìm hiểu. Rồi, cái tư liệu cuối cùng là tư liệu hiện vật, thì nó là những di tích đồ vật của người xưa còn được giữ lại. Cô lấy ví dụ như là trống đồng này hoặc là rìu đồng này. Sau này khi các em học những bài sau thì các em sẽ được gặp rất là nhiều những cái di tích của cha ông chúng ta mà đã được chúng ta ngày nay khai quật lên. Ví dụ như chúng ta sẽ gặp được những cái rìu đồng, những cái trống đồng, hoặc là những cái rìu đá, những cái cuốc đá, những cái mũi tên bằng đồng ha. Và được nó có thể là được bảo tồn bằng một cách nào đó mà hiện nay cha ông chúng ta khai quật lên, và hiện nay thì hầu hết cái tư liệu hiện vật này đều phải được giữ trong những cái nguồn bảo tàng, trong những cái viện bảo tàng. Và rõ ràng thì cái tư liệu hiện vật này là một cái tư liệu rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta hiểu và dựng lại được lịch sử, và nó cũng là một cái công cụ được sử dụng để kiểm chứng các nguồn tư liệu chữ viết. Vâng, vậy thì thực ra kiến thức ngày hôm nay của các em rất đơn giản, rất đơn giản. Và chúng ta chỉ cần nắm lại cho cô bốn cái nguồn tư liệu chính: tư liệu gốc, tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết và tư liệu hiện vật. Và thông qua bốn cái nguồn tư liệu này thì chúng ta cũng có thể biết được là cha ông chúng ta dựa vào đây, chúng ta cũng có thể tìm hiểu được những cái kiến thức từ lịch sử mà cha ông chúng ta để. Rồi, về luyện tập, chúng ta sẽ có một cái căn câu hỏi chung. Căn cứ vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? A, B, C, D. Rồi, đáp án của chúng ta chắc chắn là 4 à. Rồi, về phần vận dụng, đây các em thấy này, cái bức ảnh này là một bức ảnh rất nổi tiếng. Đây chính là cửa Bắc tại Hà Nội, và nó là một phần của Hoàng Thành ha. Thì các em thấy là ngay cái vị trí này là nó có hai cái vị trí mà bị hư hỏng rất là lớn. Và thực tế rằng cái hai vị trí này đây chính là hai cái vết tích của hai cái quả đại bác nó bắn vào thành Hà Nội, ở bên trên một cái và dưới một cái. Vậy thì có ý kiến cho rằng những cái vết đạn pháo tại cái cửa Bắc tại thành Hà Nội này nè, nên trùng tu lại, tức là chúng ta sẽ sửa chữa lại ha, chúng ta xóa đi những cái vết đạn pháo này đi, xóa đi những cái vết đạn pháo này đi để làm cho nó đẹp hơn cái bề mặt này. Vậy thì theo các em nghĩ thì cái ý kiến đó có đúng hay không, và các em có đồng ý hay không, vì sao? Thì đây sẽ là cái bài tập về nhà cho các em, và tiếp sau khi mà chúng ta học bài mới thì cô sẽ dùng chính cái phần này để chúng ta làm cái phần khởi động cho các em vào trong cái tiết sau. À, xin cảm ơn các em. Thì tiết học ngày hôm nay của chúng ta thì rất là đơn giản, rất là ngắn gọn. À, mong là các em có những cái kiến thức nhất định ở đây ha. À, bốn nguồn tư liệu gốc, tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết và tư liệu hiện vật. Xin cảm ơn các em, chúc các em nhiều sức khỏe.